chị nói chuyện với Nguyễn Hồng Phúc bên Cali. Nguyễn Hồng Phúc không biết chửi nhau gì với anh Hoàng Duy Hùng á. Đấy, rồi xong rồi nói một câu mà thấy đụng chạm cả cái nước Việt Nam, cho nên chị mới phải nói. Chứ chị thực ra chị không muốn nói là người ta tưởng chị là ham lên mạng. Mà nghe vậy nè em, nó nói là cộng gì, đại khái là nói là thực sự Mỹ viện trợ Việt Nam rất nhiều, không có Mỹ Việt Nam chết liền. À, em nghe câu đấy em có chấp nhận được không? Em nghe một người người Việt, người Mỹ gốc Việt mà nói câu đó, là những người Việt trong nước có chấp nhận được cái câu nói đó không? Có cảm thấy bị xúc phạm không? Cho ly chào cả nhà nhé. À, mong rằng là cái like này gửi đến ai đó, chuyển đến tai Nguyễn Hồng Phúc ở bên Mỹ á. À, Nguyễn Hồng Phúc nói gì nói nhau với ở trên kênh kênh KBC Hải Ngoại á, thì Nguyễn Hồng Phúc có nói là tôi không thích cộng sản. À, nhưng mà hỏi tôi có thích cộng sản không? Tôi không thích nhưng mà tôi không chống. À, còn cộng sản giết bác tôi đủ chuyện trên đời hết, nhưng tôi không thù hằn đâu. Thế bây giờ Hồng Phúc cho hỏi nè, bác của Hồng Phúc làm gì mà bị cộng sản giết? Tại sao những người khác không bị giết mà bác của Hồng Phúc lại bị giết? Hay là bác của Hồng Phúc làm tay sai cho ngoại bang cho nên mới bị giết, đúng không? Và Hồng Phúc có biết rằng là những người cộng sản cũng bị giết, biết bao nhiêu cũng do cái bọn tay sai của ngoại bang mới mới bị giết không? Đúng không quý vị? Nhưng mà những câu đó thôi Ly không chấp. Phúc gửi về cho ai đó ở Đà Nẵng 3 đô của Hồng Phúc mà lớn ha. À, bây giờ những người trong nước người ta làm cho những người bên phía Việt Nam Cộng Hòa gấp vạn lần như vậy thì người ta không kể kìa. Ly đã nói rồi, những người Việt Nam Cộng Hòa bây giờ tàn phế vẫn được chế độ, vẫn được gọi là nhà nước cho cái tiền gọi là người không có khả năng lao động. Đó, rồi ngay cả cái nghĩa trang của những người lính Việt Nam Cộng Hòa bây giờ cũng chính người cộng sản chăm sóc. Đó, mà Hồng Phúc nói là thực sự Mỹ viện trợ Việt Nam rất nhiều và không có Mỹ thì Việt Nam chết ngay. Thế Hồng Phúc bây giờ Hồng Phúc quen bám váy Mỹ, cho nên Hồng Phúc nghĩ là người trong nước cũng giống như vậy. Quý vị nhớ nè, ngày xưa nếu mà Mỹ không đánh, không không xâm lược Việt Nam 21 năm, mình bỏ cái gần 100 năm bị Pháp bóc lột thậm tệ đi ha quý vị ha. Nếu như Việt Nam không bị Mỹ đem quân sang xâm lược Việt Nam 21 năm, đừng có nói ai hết, ngay cả gia đình Ly này, bác Ly và bố Ly là hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ năm 72 thì quý vị biết rồi. Và cái hậu quả là chưa nói là đất nước nha, mà hậu quả gia đình Ly thôi là hai bác gái, bác dâu Ly và mẹ Ly là góa chồng khi mới có hơn 20 tuổi. Nó mới có ngày xưa lấy chồng sớm quý vị. Mẹ Ly là 25 tuổi là góa chồng. Bác dâu Ly cũng như vậy, và bỏ lại những chị em của Ly, con bác Ly và chị em Ly là những đứa trẻ mồ côi. À, mới thậm chí Ly Ly chưa ra đời cơ, mới trong bụng mẹ cơ, là mà để được đến hôm nay thì cái cuộc chiến tranh đấy gây cho gia đình Ly là gì, gia đình tan nát rồi, rồi mẹ thì đi lấy chồng, rồi tụi Ly phải sống với ông bà rất là vất vả mới có được như hôm nay. Đấy, thế thì bây giờ sau khi mà Mỹ xâm lược Việt Nam rồi đó, thì Mỹ lại còn cấm vận Việt Nam 20 năm từ 75 cho tới 95. Mà quý vị nên nhớ không phải một mình Mỹ cấm vận nhé. Mỹ mà đã cấm vận Việt Nam đó thì những nước khác mà có chơi với Việt Nam cũng bị Mỹ nó trừng phạt. Vậy tại sao những cái giai đoạn đó Việt Nam đã chết chưa? Đúng không thưa quý vị, con trai bố cầm, đúng không quý vị? Nếu bây giờ Hồng Phúc nói một câu rất là xúc phạm, Hồng Phúc cứ tưởng, Hồng Phúc cứ nói là Hồng Phúc ở Mỹ thì Hồng Phúc hiểu biết hơn người trong nước, Hồng Phúc đi ra rồi Hồng Phúc hiểu hiểu biết hơn người trong nước,
Hồng Phúc lúc nào tự hào là ta đây là quang minh chính đại, là ấy. Nhưng mà Hồng Phúc nói một câu rất là xúc phạm. Thế là bây giờ thằng Mỹ nó tự nhiên nó đem tiền nó cho Việt Nam à? Quý vị thấy có nước nào đem tiền cho Việt Nam, kể cả Liên Xô ngày xưa giúp Việt Nam, kể cả Trung Quốc giúp Việt Nam, thì cũng luôn luôn có sự có một mục đích gì đấy, chứ không hề giúp một cách vô tư. Chỉ có là như Cuba với Việt Nam là gọi là hiếm có, mà cái tình bạn mà hiếm có như Việt Nam và Cuba thôi, chứ kể cả Liên Xô lẫn Trung Quốc giúp Việt Nam cũng có cái mục đích của người ta. Mà bây giờ Hồng Phúc, Việt Nam bị gần 100 năm thực dân Pháp đô hộ, em cha mò nhọn, gần 100 năm thực dân Pháp đô hộ, rồi 21 năm Mỹ xâm lược, rồi 20 năm Mỹ cấm vận, rồi cái thời mà đem quân tình nguyện sang bên Campuchia để giúp nhân dân trong Campuchia, cái lúc đấy Việt Nam gần như là cả thế giới quay lưng lại với Việt Nam. Thế Việt Nam đã chết chưa? Đúng không thưa quý vị? Mà bây giờ Hồng Phúc nói một câu, mà Hồng Phúc cứ có một câu như vậy nè. Hồng Phúc nói là, đại ý của Hồng Phúc là nói là thằng Hoàng Duy Hèn nó nói thì bây giờ nó chửi Mỹ rồi, người mấy cái đứa trong nước mê. Xin thưa với Hồng Phúc nha, Hoàng Duy Hùng không ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của người dân trong nước hết. Không có Hoàng Duy Hùng, có Hoàng Duy Hùng cũng như không có Hoàng Duy Hùng. Từ xưa tới giờ người dân trong nước luôn luôn là tự lực cánh sinh. Và không có Hoàng Duy Hùng, ai tin, ai nghe, ai cuồng. Chứ mà không phải có người cuồng, có người nghe theo. Chứ không phải ai cũng, người trong nước cũng cuồng, cũng nghe. Hay là có Hoàng Duy Hùng là Hoàng Duy Hùng làm cái gì cho đất nước? Hồng Phúc kể coi, Hoàng Duy Hùng làm gì cho đất nước? Hả? Nếu như Việt Nam mà như cái thời còn bao cấp, liệu mấy người có trở về với Việt Nam không? Đó, mà bây giờ anh Hoàng Duy Hùng anh về, thì bây giờ người ta ông bà mình nói là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Mà anh em với nhau ở bên đó mà chẳng biết ăn uống, ăn nhậu kiểu gì, có một người 80 đồng à, mà đưa lên trên mạng để kể lể, để chửi nhau. Thế thì không biết anh Hoàng Duy Hùng có xấu hay không chưa biết, mà cái người kể lể chỉ có 80 đồng mà đi kể lể là nói ăn quỵt rồi là không trả tiền nọ kia, thì chính Hồng Phúc là người nhỏ mọn. Đó. Rồi Hồng Phúc khoe là Hồng Phúc làm từ thiện 300 đô. 300 đô của Hồng Phúc lớn lắm ha. Mà Hồng Phúc không biết người trong nước làm cho cái người bên Việt Nam Cộng Hòa biết bao nhiêu. Đó. Rồi Hồng Phúc nói là người Cộng sản giết bác tôi đủ thứ chuyện trên đời, nhưng tôi không thù hận đâu. Nói thẳng cho Hồng Phúc một câu nè, người trong nước có quyền thù người Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa không có quyền thù người Cộng sản. Đó, Hồng Phúc nói là giết bác tôi, thì tự nhiên bác của Hồng Phúc tự nhiên bị người Cộng sản giết à? Tự Hồng Phúc lòi cái đuôi ra rồi. Rồi Hồng Phúc chửi Nguyễn Quang Trường, nói là thằng Nguyễn Quang Trường nó nói nó làm truyền thông hai chiều, chứ nó chỉ đi phỏng vấn mấy người tù Côn Đảo với lại ý là đi phỏng vấn mỗi bên ta những người tù Côn Đảo nó kia, chứ tại sao lại không đi phỏng vấn mấy cái đánh tư sản? Thế bây giờ hỏi Hồng Phúc này, đánh tư sản, nếu như không đánh tư sản, ngày xưa đánh tư sản chủ yếu là đánh bọn Ba Tàu. Mà cái thời Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ là gần như là Ba Tàu nó giống như một nước Tàu ở trong lòng Sài Gòn rồi. Nó nắm hết trơn rồi. Khi giải phóng vô thì đánh tư sản nếu chủ yếu là đánh Ba Tàu. Mà có người Việt Nam nữa đi, thì bây giờ hỏi quý vị này, chiến tranh như vậy, người dân trong Nam cũng đói khổ, chứ không sung sướng gì. Đến nỗi lính
vợ của lính phải đi làm gái, đi ngủ với Mỹ để lấy tiền nuôi con, thì lấy đâu ra để có tiền? Vậy những người có tiền mà để bị đánh tư sản đó, thì tiền đó phải là tiền chuyện mà làm những cái chuyện mà không trong sáng không? Đúng không? Thế bây giờ quay trở lại nè, chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm rồi. Hồng Phúc nói là Hồng Phúc không thích cộng sản. Hồng Phúc không thích, không thích hay không thích không quan tâm. Đó. Còn Hồng Phúc mà xúc phạm đến cái nước Việt Nam này, Hồng Phúc không được phép xúc phạm. Hồng Phúc nói là không có Mỹ Việt Nam chết ngay. Thì Hồng Phúc không quay lại. Nè, có cái Việt Nam Cộng Hòa không có Mỹ thì chết liền, chết tức thì, chết tức tời luôn á. Nó rõ ràng vậy đó. Hồng Phúc thấy rõ ràng cái Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất đệ nhị không có Mỹ là chết tức tời luôn á. Còn cái người Việt Nam, người Cộng sản á, thấy không? Thấy là kể cả cái khi mà chiến tranh ở Campuchia, cả thế giới quay lại, cả thế giới cô lập, thì người Cộng sản có chết không? À, người Cộng sản vẫn đi lên, và hiện nay chính Hồng Phúc thấy là thấy những người Cộng sản đang làm đúng. Thì bây giờ nè, không một đất nước nào hoàn hảo hết, mà cũng không có những lãnh đạo nào là hoàn hảo hết, cũng tham mô, cũng hối lộ, cũng bè phái, cũng nọ kia. Mà nhưng mà kể cả cái chế độ Cộng sản có xấu tới mấy nữa thì chưa bằng một gốc của cái chế độ mà Hồng Phúc tôn thờ. Cái chế độ Hồng Phúc tôn thờ bây giờ, ngay cả những người sống dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, ngay cả những bác lớn tuổi mà nói đến, chưa nói gì nhiều, chỉ nói một cái riêng một cái chiến dịch nước lũ của Ngô Đình Nhu thôi, đến bây giờ những người Việt Nam Cộng Hòa tầm 70-80 tuổi ai cũng còn hoảng. Nếu là Hồng Phúc cho rằng chế độ của Hồng Phúc tốt đẹp thì Ly sẽ đọc có một đoạn thôi. Đây là một cái cáo trạng của những người mà tố cáo ở trong, đăng trong báo đứng dậy nhé. Ly đọc cho mọi người nghe nè, trích cáo trạng số 1 nè. Cáo trạng nói về ông gì, ông tổng thống của Nguyễn Hồng Phúc này. Đã mấy năm qua, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu luôn luôn hô hào bài trừ bạch phiến, ma túy với những bích chương dán khắp nơi. Nhưng có người bắt bạch phiến ma túy thì cũng có người buôn bán bạch phiến ma túy ngay dưới mắt của những người hữu trách. Dân chúng nghi ngờ đây là một sự vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng tưởng chỉ có một số cấp thừa hành nào đó phạm tội tày trời nói trên, nào ngờ theo cuốn Chính trị bạch phiến ở Đông Nam Á xuất bản năm 1972 tại New York, Hoa Kỳ, thì họ hỡi ơi, chính ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Thủ tướng Trần Thiện Khiêm là những người cầm đầu các tổ chức buôn bán bạch phiến ma túy tại miền Nam này. Đó, và cái cuốn sách này xuất bản ở Hoa Kỳ, mà sách này bị tuyệt đối cấm nhập cảng vào Việt Nam, nhưng nó cũng đã lọt được vào mắt xanh của những người tìm hiểu theo sách đó, việc buôn bán bạch phiến ở miền Nam vân vân, dưới sự bảo trợ của hai ông tổng thống và thủ tướng, tức là ông Thiệu và ông Khiêm, đã được các viên chức thân cận nhất của hai ông cho nhập cảng lậu rồi phân phối cho những tổ chức buôn lậu quốc tế, đặc biệt là bang Triều Châu ở Chợ Lớn. Đó. Thế thì bây giờ Hồng Phúc nghĩ đi, Ly đã nói là cái chế độ này Ly cũng có nhiều cái không hài lòng. Nhưng mà người ta cũng đang cố gắng mỗi ngày một tốt lên, đang sửa, đang hoàn thiện dần. Thế thì bây giờ Hồng Phúc nói một câu là gì? Việt Nam không có Mỹ thì chết ngay. Thế thì Hồng Phúc tự nhổ ra liếm lại. Hồng Phúc biết rõ là ngày xưa Hồng Phúc nói là cột điện, những người bên phía Việt Nam Cộng Hòa nói là cái cột điện nó có chân nó cũng đi. Rồi những người ở lại trong nước hầu hết là cái người đi ra khỏi nước là những người Việt Nam Cộng Hòa. Còn lại một số người ít nữa thôi thì họ đi vì kinh tế chứ cũng chẳng phải tị nạn cộng sản hay cộng sọt đi hết á. Nhưng mà sau khi bỏ cấm vận thì đất nước này đang đi lên từng ngày, và người dân trong nước cùng với chính quyền người ta đang cố gắng.
Thì Hồng Phúc nói một câu như vậy thì bản thân Hồng Phúc đang nói tiếng Việt Nam. Anh em bà con nhà Hồng Phúc đang ở Việt Nam. Mà Hồng Phúc nói như vậy, Hồng Phúc tự lấy phân trét lên mặt mình. Đó, không có Mỹ thì Việt Nam chết ngay. Nếu mà Hồng Phúc mà nói câu đấy, Hồng Phúc thử nghĩ lại coi, những năm bị cấm vận họ chết chưa? Hả? Rồi gần 100 năm đô hộ của Pháp chết chưa? 20 năm, 21 năm Mỹ tàn phá những loại gọi là vũ khí bom đạn, hủy diệt miền Nam, đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, pháo đài bay bất khả xâm phạm, rồi gì chất độc khai quang, chất độc da cam, bom na ban. Thế người Việt Nam đã chết chưa? Mà bây giờ chỉ vì nói là Mỹ, mà không có Mỹ Việt Nam chết ngay. Thế thì bây giờ trên thế giới này, Hồng Phúc coi lại coi, Iraq đó, có Mỹ đó, có Mỹ đó, Iraq bây giờ như một vũng lầy trên đó. Trời đất ơi, Hồng Phúc phải hiểu vậy nè. Cái thằng Mỹ nó có o ép Việt Nam, nó có rót tiền cho Việt Nam, nó cũng thấy có cái lợi gì nó mới rót. Nếu trên thế giới này không có nước Mỹ, Việt Nam bây giờ không như bây giờ. Việt Nam tiến xa rồi. Chứ đừng có nói là không có Mỹ, Việt Nam chết ngay. Không có Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa chết tức tưởi ngay thì đúng. Chứ không thể nói cái câu là bây giờ là không có Mỹ, Việt Nam chết ngay. Việt Nam mà một nước mà hèn nhục như Nguyễn Hồng Phúc, Mỹ, Mỹ nó cũng chẳng, nó cũng tiêu diệt Việt Nam từ lâu rồi. Đó. Vậy mà bây giờ một người Việt Nam sống ở Mỹ mà vẫn thường về Việt Nam ăn nhậu, về Việt Nam bao nhiêu chuyến, mà bây giờ tự nhục. Mỹ Hồng Phúc là ba sọc quen cái nồi bám váy bu, bám váy Mỹ. Còn người trong nước, người ta mặc dù bây giờ trong nước Việt Nam, Ly khẳng định mọi thứ ở Việt Nam có thể không bằng Mỹ, nhưng mà người dân Việt Nam, không nói là tất cả, Ly dám khẳng định hầu hết người dân trong nước họ đã rất hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam, không ham hố gì ở Mỹ hết á. Thật sự là như vậy, nhất là qua cái đợt Covid vừa qua nữa. Con ở Mỹ tốt, Hồng Phúc cứ ở Mỹ đi, đừng chỏ mõm về Việt Nam dùng. Đó. Còn nếu mà chửi nhau với anh Hoàng Duy Hùng, chửi nhau với ông Trường đó, thì cứ chửi nhau, đừng lôi Việt Nam vào. Đó. Còn bây giờ nói vậy nè, nhà Cộng sản Việt Nam không ưa, Hồng Phúc không ưa, không quan tâm. Bởi vì này nè, Ly lớn lên trong cái chế độ này, Ly chẳng là cộng sản, Ly chẳng là đảng viên gì hết. Nhưng mà mình thấy này nè, một cái đất nước mà từ đổ nát đi lên đó, rồi từ những cái người lãnh đạo cho đến những người dân vượt qua mọi khó khăn. Ly vẫn nhớ nha, từ cái ngày xưa thời còn bao cấp, rồi sau đấy thôi bao cấp nó kia, rồi cũng có những giai đoạn sai lầm. Nhiều lúc mình làm một cái việc gì đó, mình thấy làm xong thấy hài lòng, làm lại, phá đi làm lại. Thì cái người cộng sản cũng vậy, họ quen đánh giặc nó kia, họ chỉ quen cầm súng. Bây giờ đi vào làm kinh tế thì bối rối, thì lúng túng. Rồi bây giờ quản lý đất nước cũng lúng túng. Thì bây giờ người ta đang từ từ hoàn thiện. Đó. Mà bây giờ quý vị nghĩ coi, ngay cả bây giờ, ngay đừng nói gì xa xôi nhé, cái vụ án Đồng Tâm thôi, là lúc đầu Ly cứ nghĩ thương ba chiến sĩ mà bị giết rất là dã man quý vị. Có một anh gửi cho Ly một cái hình của một chiến sĩ mà lúc mà mới đưa lên khỏi cái hố. Ly thật sự Ly không dám nhìn vào cái hình mà Ly muốn cho con Ly coi, để là con Ly nó biết, nó đồng cảm, nhưng mà nó bảo con dám nhìn ấy. Và chính vì vậy đó, Ly muốn nó là 29 người đó là bị đưa ra bắn ráo. Thực sự Ly lúc đầu Ly muốn dạy đó quý vị. Ly rất muốn như vậy. Ly nói để mà ba cái chiến sĩ này hy sinh như vậy, Ly thương quá đi. Ly nói giờ Ly ước rằng nếu Ly cầm quyền là Ly đưa 29 người này, đưa 29 bị cáo này đó ra là Ly cho tử hình ráo. Nhưng mà sau khi mà tòa tuyên án xong đó quý vị, và thực sự Ly nghe những cái lời mà nói sâu,
thì người thì xin là gì, người thì già rồi, ai cũng xin là lỡ dại rồi, lỡ nghe lời ông tình nọ kia rồi, không biết rồi, hiểu thiếu hiểu biết, bây giờ khai thành thực rồi, chỉ mong pháp luật khoan hồng để được trở về với gia đình rồi, để về lo cho con cái. Thì Lê mới nghĩ nên đúng rồi. Bây giờ cái pháp luật của Việt Nam rất là khoan hồng. Lúc đầu Ly nghe nói hai án tử hình, Ly cũng còn bức xúc. Ly nói quá nhẹ, quá nhẹ như vậy không có tính răn đe. Nhưng mà sau khi mình nghe cái những cái lời của những bị cáo, họ nói sau cùng á quý vị, thì hầu hết họ đều có con, đang còn con mà, con nhỏ nữa quý vị. Thì Ly là một đứa trẻ mồ côi, Ly nghĩ như vậy, người chết đằng nào cũng chết rồi, và pháp luật Việt Nam thì luôn luôn là khoan hồng. Khoan hồng ở chỗ là gì? Cho người ta cái cơ hội để người ta làm lại. Bây giờ có nhốt tù họ 10 năm, có giết họ, tức là cái người phạm tội thì phải đền tội thôi. Nhưng mà nếu có thể thì vẫn pháp luật Việt Nam như bây giờ, có thể Ly khẳng định rất nhiều người không hài lòng với cái bản án này vì quá nhẹ. Nhưng mà sau đó thì Ly nghĩ này, những cái người đó hầu hết đang còn con nhỏ, thậm chí cái thằng Lê Đình Công á, nó còn bảo là cho tôi được về thắp cho bố tôi nén nhang và nhìn mặt con tôi lần cuối, và kể cả tôi không được trở về nữa thì tôi cũng muốn gia đình ba nạn nhân xin lỗi gia đình ba nạn nhân để cho tôi tôi được thanh thản. Thế thì bây giờ quay lại đi quý vị, nghĩ lại coi, một cái cậu cảnh sát mà đang trẻ, mà cháu đích tôn, mà con cũng là con mồ côi nữa, và bây giờ có một cậu thì đang có một đứa con rất nhỏ. Quý vị, những cái người bị cáo đó, con họ lớn rồi, họ cũng mong để về để lo cho con. Rồi những cái chiến sĩ mà chết đi, bỏ mẹ, bỏ cha mẹ, người thân, con cái lại, ai quan tâm? Trong khi đấy bây giờ quý vị vẫn rất nhiều những cái tên dân chủ cội, kể cả luật sư, kể cả linh mục, kể cả những bọn dân chủ cội vẫn một hai bênh cái ông Lê Đình Kình đó. Thế thì bây giờ nhà nước Việt Nam là quá nhân nhượng, nhà nước Việt Nam quá nhân nhượng và quá gọi là nhẫn nhịn luôn á, chứ cho Ly lãnh đạo Ly cũng làm được như vậy. Cho nên Ly mới thấy nhiều lúc Ly thương các bác lãnh đạo thật sự đấy. Thương các bác lãnh đạo là bởi vì cái đất nước này á quá hiểu. Đó quý vị, chỉ cái vụ Lê Đình Kình thôi mà cái sau đó đó thì những cái thế lực ở bên ngoài, thế lực mà gọi là thù địch với Việt Nam á, là một hai là yêu cầu là không đồng ý để cho Việt Nam tham gia vào hiệp định TPP gì đó. Đó thì quý vị đó, bây giờ thì có cái thời bây giờ thì người ta không có mang súng đạn và vũ khí đi quấn nhau nữa, nhưng mà người ta ép Việt Nam về cái kinh tế, mà trong khi đó những người chống phá đất nước đó cũng là người đang sống trong nước, rồi cũng là người Việt Nam, kể cả sống ở nước ngoài thì tất cả hầu hết đều là người Việt Nam. Nhưng quý vị chống phá chỉ vì một chút lợi mà quý vị chống phá như vậy, rồi cuối cùng cái nền kinh tế của Việt Nam nó bị làm khó dễ thì người dân trong nước khổ, và cái kinh tế của Việt Nam không mạnh lên, có mạnh lên mới có thể đối đầu được với mọi kẻ thù chứ, đúng không? Thế thì bây giờ tất cả chúng ta sống mà nói là đồng tiền thì rất là quan trọng, nhưng mà đó, ngay cái vụ án Đồng Tâm thì quý vị nghĩ coi, lấy đâu ra là nói đất của Đồng Tâm? Quý vị thấy có cái đất nào mà của Đồng Tâm không? Mà đất thì đất của Miếu Môn, mà đất của sân bay Miếu Môn, mà quý vị cũng biết rõ, bây giờ nói nếu theo dõi kỹ thì quý vị mới thấy nhà nước ta đã cho xây dựng những cái hầm bí mật, căn cứ quân sự bí mật nọ kia, thì lúc nào cũng nói là cộng sản bán nước cho Tàu, rồi cộng sản bán đất bán đồ để đi mua rồi mua hộ gì giọt ra nước ngoài sống thế nọ kia, thì họ đi làm những cái chuyện đó để làm gì? Ly không phủ nhận có những lãnh đạo, có những người trong quan chức tham ô hối lộ nọ kia, nhưng mà không phải là số đông, mà nó chỉ là hiện tượng thôi, chứ nó không phải là đại diện cho tất cả một cái chế độ. Đó. Ngay cả Bác Trọng bây giờ cũng vậy, bác
có bác đã lớn tuổi rồi mà bây giờ bác nhiều người nói là bác ý ham quyền cố vị. Bây giờ quý vị nghĩ coi tâm trạng của rất nhiều người là chỉ mong bác Trọng khỏe mạnh để có thể cống hiến được cho đất nước. Tại sao những người dân trong nước chúng tôi muốn như vậy thì ở bên ngoài lại cứ cho rằng là bác Trọng là ham quyền cố vị? Đó, mà Ly rất là, Ly nghe cái câu nói là Việt Nam không có Mỹ thì Việt Nam chết liền. Nói thật Ly rất là bực. Cuộc sống của Ly đang còn nhiều khó khăn. Cuộc sống của Ly chưa phải là dư giả hay là đầy đủ gì. Nhưng mà Ly nói thẳng luôn là chưa bao giờ cuộc sống của mình từ lúc lớn lên tới giờ chỉ có, Ly thấy mỗi một năm cuộc sống mình đang khá lên dần, mỗi một năm đang khá lên dần. Thực sự là như vậy. Mà không phải Ly không đâu, ai Ly cũng nhìn thấy như vậy. Trước đây học trò rất là nghèo quý vị. Rồi bây giờ đó thì học trò ha, là giờ tìm một em học trò nghèo để để hỗ trợ đó là không có đó. Nhiều trường giờ không có học trò nghèo đó quý vị. Vậy thì rồi ngay cả tiền điện, tiền nước ở trong nước Hồng Phúc cũng nói. Mà trong khi đó ở nước Mỹ cũng có những cái như vậy, cũng có những cái tiêu cực, cũng có những cái mặt chưa được như vậy. Đặc biệt như quý vị thấy nói nước Mỹ ở đây một cái gì GDP hả của một cái ở Texas này bằng cả Việt Nam, kể cả là bằng hoặc hơn cũng không quan trọng. Mà cái quan trọng á, Ly quan trọng á là người dân, đời sống của người dân, đúng không quý vị? Ví dụ nhé, Ly lấy ví dụ nước Mỹ giàu, nước Mỹ văn minh, nước Mỹ hiện đại, cái gì nước Mỹ cũng số 1. Nhưng quan trọng á, cái sự hài lòng của người dân và cái cuộc sống của người dân, thì người dân họ có sống hạnh phúc không, họ có hài lòng không? Đó, thì như còn cái chuyện mà giàu nghèo thì gì đó quan trọng. Trong cảm cũng như trong một gia đình, cái gia đình hàng xóm có thể nghèo hơn cái gia đình bên này, gia đình A có thể nghèo hơn gia đình B, nhưng chưa chắc con cái của gia đình A nó có thể nó hạnh phúc hơn cái gia đình giàu kia. Có những gia đình của không thiếu, tiền không thiếu nhưng không có hạnh phúc, không con cái sống trong nhà không có được cái tình cảm ấm áp, vợ chồng không có được hạnh phúc. Thì người dân ở trong một nước cũng vậy. Nghèo không có nghĩa là người dân ở đấy không hạnh phúc, không hài lòng. Mà hiện nay thì người dân trong nước, trừ những cái kẻ chống phá đất nước, số nhỏ thôi nhé, chứ không đông. Trừ những cái kẻ chống phá đất nước, ngày xưa trước đây Ly đi đâu đó Ly vẫn thấy người dân nói nọ nói kia đất nước nha. Nhưng mà từ sau cái dịch Covid đến giờ đó, thì Ly nói thật với quý vị, Ly nói chuyện với từ những cái người trình độ cho đến những bà già, đến những bà bán vé số, cho đến những cái người bán hàng ăn hàng uống ngoài đường, họ đều rất hài lòng với cái sự chống giặc Covid của nhà nước mình. Lôi Việt Nam tôi ra, tôi lôi mấy ông ra tôi chửi. Đừng nói tôi đàn bà con gái rồi nói ấy, tôi không nề đâu. Nhớ nha. Thế thôi nha quý vị. Ly chào quý vị nhé.